Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Mộc xin làm clip chỉ cho mọi người cách gọi là sử dụng nước với gỗ công nghiệp, là gỗ công nghiệp có thể sử dụng với nước và nó có thể chống nước ra làm sao. Và khi mà sử dụng gỗ công nghiệp ấy, thì mình nên kiêng những cái gì thế nào. Và gỗ công nghiệp ấy, nếu mà bạn sử dụng trong các môi trường gọi là chung cư ấy, hay là các nhà mà gọi là không bị ẩm thấp hay nước ấy, thì bạn có thể sử dụng rất là tốt nhé. Nó có thể sử dụng khoảng 15 đến 20 năm là vô tư. Bởi vì hiện tại là gỗ công nghiệp nó đang được ứng dụng rất là nhiều trong các nội thất gỗ hiện đại rồi. Và nói chung là cái sản phẩm gỗ công nghiệp ấy, thì giá của nó thuộc dạng là giá phải chăng, về nữa là nó dễ thiết kế thi công nên nó được sử dụng rất là nhiều nha. Và Mộc sẽ chỉ cho mọi người coi nó sử dụng với nước như thế nào nha. Và các ván công nghiệp này nó sử dụng với nước là như thế này nhé mọi người. Mọi người nên lưu ý nha, là cái loại ván mà phủ melamin mới sử dụng được nước như thế này nhé. Nghĩa là trên mặt ván phủ melamin ấy, nó sẽ không thấm nước. Nên mọi người có thể sử dụng các can nước hay là các khăn ẩm, mọi người lau lên sơ qua như thế này được. Đó, là nó không thấm nước nhé mọi người. Đó. Và bên này nó cũng vậy. Đấy, mọi người thấy nước này, trên cái bề mặt của nó ấy, là phủ melamin, là cái lớp này là nó chống nước được, nên mọi người có thể sử dụng khăn ẩm lau lên, hoặc là để cái đồ mà ly nước hay gì uống ấy, mọi người có thể sử dụng được lên được. Còn cái loại này là MDF lõi xanh này, cái loại này thường mọi người hay bị nhầm. Cái loại này nghĩa là nó chống ẩm chứ không phải chống nước nha mọi người. Nghĩa là khi mà nó vén ấy, mọi người đổ vô các khe như thế này, tất cả loại gỗ công nghiệp nào cũng vậy. Nếu mà bạn để cho nó một ít ấy, thì nó cũng không có sao hết. Nhưng mà nếu mà để nước nhiều à, đấy, trên tất cả các mặt vén nó đều là chống nước, là nó không có thấm nước hết nhá mọi người. Nhưng mà nếu mà đổ vô trong các khe á, mà nó bị ngấm nước ấy, là nó sẽ hư. Nên thường như Mộc nói là bị ngập nước ấy, nó hư là vì vậy. Và cái sản phẩm này bạn có thể sử dụng được, nghĩa là bạn sử dụng trong các môi trường gọi là nhà hiện đại hay gì, bạn để bạn xài thoải mái. Nhưng mà nếu mà các mà khu vực mà nó bị ngập nước hay gì, mà mấy cái đồ này mà nó bị ngập nước lên ấy, là nó bị hư hết nha mọi người. Nhà mà bị ngập nước hay các đồ này mà bị ngập nước là chỉ mang ra đốt giấy vụn thôi. Còn cái bàn trang điểm này thì bàn trang điểm gỗ công nghiệp này thì nó ngang là 80. Đó, cái loại này thì cái kiểu này là kiểu mới của bên Mộc nha. Đấy, nó mở ra như thế này thì cái bàn trang điểm này giá là 1.600.000 một cái. Đấy, bao gồm một bộ cả bàn cả ghế như thế này nhé mọi người. Nó 1.600.000, miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người trong vòng bán kính là 40 km. Đó, giao hàng tận nhà, bạn nhận hàng kiểm hàng xong mới nhận tiền nha. Và các loại như thế này ấy, thì thường ở khu làng nghề Mộc ấy, là cái các ván mà làm bằng bàn trang điểm này à, là người ta tận dụng các loại gỗ nhỏ, là các thanh gỗ nhỏ mà kiểu như là mình không sử dụng nữa, thì mình tận dụng mình làm những cái loại mà bàn trang điểm nhỏ như thế này để mình kiếm được lời bao nhiêu thì mình kiếm ấy thôi. Thì các loại như thế này ấy, thì gọi là gỗ tận dụng nên nó có đủ loại hết, kể các loại gỗ công nghiệp ấy, có loại nào thì mình cùng màu là mình gắn vô thôi, nên cái giá nó cực kỳ rẻ mọi người. Còn cái kiểu này thì nó rẻ hơn này, cái kiểu này thì nó có 1.400.000 một cái. Đó, một cái bàn trang điểm kẻ bàn kẻ ghế như thế này nha, 1.400.000, cực kỳ rẻ mọi người. Nếu mà mấy cái bàn này về Sài Gòn thì Mộc hay thấy nó bán khoảng tầm 2.1 đến 2.3 đó một cái bàn gỗ công nghiệp như thế này à. Còn ở khu làng nghề Mộc và giá tận làng nghề cực kỳ rẻ nha. Và như bạn biết này, các loại như thế này ấy, như Mộc ngồi lên test hàng cho mọi người thử, là nó rất là vững nha mọi người. Cái thiết kế này ấy, mọi người đi đứng lên dẫm là thoải mái, và nó rất là cứng luôn. Nên bạn kêu là gỗ công nghiệp ấy nó yếu hay nó cùi ấy, thì ở xưởng nào làm thì Mộc không biết. Nhưng mà bên khu làng nghề Mộc ấy, làm các loại như thế này là xài cực kỳ bền. Bạn có thể xài khoảng 15 đến 20 năm là làm thoải mái, không bao giờ hư nhé mọi người. Mọi người xài của nó không để ngập nước thôi, chứ bạn xài bình thường là bạn xài khoảng 15 đến 20 năm là không bao giờ nó hư hết. Đấy, và Mộc nhắc lại nha, cái loại mà cửa kính nó không có cái hộc mở à, thì là 1.400.000 một cái. Nó kẻ giếng kẻ gương hoàn thiện, miễn phí giao hàng tận nhà luôn, có 1.400.000 thôi, bạn thấy rẻ không?
Giao hàng tận nhà, bạn nhận hàng kiểm hàng xong Mộc mới nhận thanh toán nha. Còn hàng hóa không đúng thì bạn có thể gửi trả lại cho Mộc được thoải mái luôn. Đó. Mấy cái gỗ này xài rất là bền và hàng rất là đẹp nha mọi người. Có 1 triệu 400 nghìn một cá thôi. Còn cái loại mà bạn cái gương ấy mà mở ra ấy, bạn có thể để đồ mỹ phẩm bên trong á, thì cái loại đấy nó mắc hơn 200 nghìn. Là giá của nó là 1 triệu 600 nghìn một cá. Đây, bên này nó có hai cái hộc kéo và một cái hộc kéo trên. Có ray trượt bản lề đàng hoàng mọi người, loại này rất là xịn nha. Nên thường ấy, các loại này ở khu làng nghề Mộc bán mấy loại này rẻ mọi người. Đấy, một cá như vậy có 1 triệu 400 nghìn, bạn thấy rẻ không? Cực kỳ rẻ nhé. Đó, còn cái bên này thì là 1 triệu 600 nghìn này. Mấy cái tủ mà gỗ công nghiệp ấy Mộc bán rất là nhiều. Nếu mà bạn coi ấy, thì bạn có thể bấm vô các tủ áo gỗ công nghiệp của bên Mộc ấy, bạn coi. Một cây tủ mà gỗ MDF nha, là loại xịn ấy. Một cây chỉ có khoảng cỡ 4 triệu mấy một cây ấy. Là bạn mấy cây là trên Sài Gòn mà bán tầm 7-8 triệu một cây ấy. Mà khu làng nghề Mộc bán một cây có 4 triệu mấy thôi. Rẻ hơn được một nửa nha mọi người. Đó. Khu Mộc và khu làng nghề ấy, nên làm chuyên mấy cái loại này. Nhập vén ấy, mỗi lần người ta nhập ấy, mọi người nhập cả mấy trăm tấm ấy. Nên cái giá nhập người ta nhập tại xưởng khu xưởng khu làng nghề Mộc, người ta sản xuất mấy cái vén này luôn, nên giá nó rất là rẻ. Đó. Cái tủ của cái bàn này thì 1 triệu 6 nha mọi người. Thì chào tất cả mọi người nha. Nếu thấy clip của Mộc hay thì nhớ đăng ký channel bên Mộc để tham khảo các mẫu bên xưởng nhà Mộc và khu làng nghề Mộc, là làng nghề đồ gỗ Hố Na nha mọi người. Chào tất cả mọi người nha.